Good morning, chào buổi sáng cả nhà thân yêu nha. Làm gì mập? Mập ơi, làm gì mập? Bắt đèn. Bắt đèn đâu, bắt đèn này. Dạ. Cái đèn led đổi vô đây nè. Con dâu đang thu hoạch hái tiêu lớp đây cả nhà. Quý vị có biết tiêu lớp là để dành làm gì không? À, tiêu lớp là để dành cho những bà đẻ đó quý vị, để kho cá, kho thịt ăn để cho nó ấm bụng. Rất là tốt nha quý vị. Hiện tại bây giờ thì tiêu lớp không còn nhiều đâu. Hình như là tất cả những cái chỗ mà trồng tiêu thì rất là hiếm khi mà có tiêu lớp nha quý vị. Nhà Mason thì còn có hai cây tiêu lớp, nó cho ra trái quanh năm luôn đó cả nhà, thích lắm. Mày hái tay hái đàng hoàng không biết là nó bị. Mẹ hay kéo dễ nhất á, con cái cầm trái xong đầu cái con đèn con cắt. Đây. Ở trên quá trời quá đất luôn nè. Ghê không? Quá trời quá đất. Quá trời quá đất. Hello cả nhà, ngày hôm nay Mason sẽ làm một cái món mà bánh canh sắt hôm bữa mà ăn ở Tây Ninh nha quý vị. Nhưng mà bây giờ mình thay đổi lại cái cách nấu với lại thịt. Mình không có thích ăn thịt heo, mình sẽ nấu với lại thịt gà ta nha quý vị. Bây giờ mời cả nhà nha, để xem thử coi là món bánh canh sắt Tây Ninh sẽ nấu như thế nào, ăn cho ngon quý vị ha. Làm gì mập? Chặt thịt gà, gà tre nha quý vị. Gà tre, nhưng mà gà này kiểu như nuôi giống như gà ta, cho nên là cái thịt của nó cũng lay rồi, giống như là gà tre nhưng mà mẹ là gà ta, cho nên đẻ ra cái màu của nó là vậy đây quý vị. Cái thịt của nó không có đen nha, nhưng mà nó là gà tre chứ không phải là gà ta gà vàng như mình đâu nha. Thì ngày hôm nay hai vợ chồng mình sẽ nấu một nồi bánh canh, chỉ có hai vợ chồng thôi, một con gà tre nhỏ xíu như vậy là ăn đủ rồi gì ha. Mình thì mình không có thích ăn xé đâu. Mason chỉ thích ăn thịt chặt giống y thịt như vậy nè. Con gà này nhiêu, được 1 ký không? Ký. Đó, 1 ký ăn vừa đủ rồi quý vị ơi. Tại vì nhà có hai vợ chồng à, ăn một con gà tre 1 ký là vừa. Còn nếu như mà ăn mà gà tre khoảng chừng 1 ký 6, 1 ký 7 hoặc 2 ký là hai vợ chồng ăn không có hết quý vị. Ăn gì nó cũng vừa thôi chứ mà ăn quá nó ớn. Mà nó ớn thì nó sẽ không có ngon. Nhà của Mason á là hồi trước á thèm ăn gà, đến nỗi mà gà nấu cháo nè, rồi gà luộc làm tùm lum hết rồi, riết cái giờ nó ớn đúng không chị? Ớn gà dữ lắm rồi, cho nên mình ăn gì mình cũng ăn vừa đủ thôi chứ đừng ăn quá. Ăn quá là nó ớn đến tận ốc luôn á. Bây giờ ngày xưa. Ngày xưa mỗi lần mà về mà nói là gà ta nấu cháo ha, trời ơi má ơi, bay vô ăn liền nó thèm á quý vị. Còn giờ nói đi về quê mà đãi cái món mà gà nấu cháo cũng ớn lắm rồi, không có thích ăn đâu quý vị, tại vì ăn nhiều quá đó. Nhà của Mason thì nuôi gà thì thôi khỏi nói luôn đi. Hôm bữa đám giỗ ở nhà Tây Ninh, bên chồng của má chồng Mason nuôi nguyên một cái chuồng gà luôn, có quay cho quý vị xem rồi đó. Còn nhà của Mason thì có bao nhiêu đây gà đây, tí xíu ra quay cho mọi người xem ha. Rồi giờ mình ra mình thải cám cho gà nha quý vị. Trời ơi. Đó. Nhà Mason thì chỉ có nuôi nhiêu đây gà để ăn thôi nào quý vị. Đó. Mình muốn cho gà mà ăn ngon á là bắt chước ở trên trên mấy cái vùng mà Tây Nguyên, Cao Nguyên đó quý vị, là cho ăn gà không có cho ăn lúa mà là cho ăn hạt bắp. Đây. Mình cho nó ăn hạt bắp nha quý vị. Ăn hạt bắp á là cái thịt của nó sẽ dai với lại rất là ngọt. Hồi trước á là nuôi nhiều lắm. Hồi trước nhà của Mison nuôi nhiều lắm quý vị, nhưng mà ăn nhiều quá ớn rồi nuôi dịch nữa. Mà nuôi nhiều quá đâm ra cái nó không có sạch sẽ. Tại vì cái khu vườn của nhà của Mison là để Mison chuẩn bị đây, cái vườn ngoài đây nè, là Mison để chuẩn bị trồng rau. Trồng rau, trồng mấy cái trái cây để quay vlog cho mọi người xem. Đây. Một con gà khoảng 1 ký, mấy con này thì nhỏ nhỏ, giống như cái con
con này là ăn được rồi nè. Đó, con này cũng được nè quý vị. Nhưng mà phải làm cái món gì mới ăn thôi, chứ tối ngày cái ăn gà không cũng ớn lắm quý vị. Muốn ăn cho nó ngọt á, thôi em không có thích chẻ ra anh để nguyên đi, hình như nguyên vậy. Bự gì sao? Nguyên bự về cắn ra làm cái bụp ở trong ngọt ngon lắm, đừng cắt. Để nguyên cho em đi, em thích ăn vậy. Tại vì khi mà mình chẻ ra đó quý vị thì cái nước ở trong cái đám rơm này nó không có còn. Còn mình để cho nó tròn vậy nè, cái khi mình nấu cái ở trong cái mình ăn mình cắn cái bụp cái vị ngọt của đám rơm nó vẫn còn. Ăn nó ngon hơn, mình xin thơ thích ăn vậy á. Ôi, tỏi này tỏi gì ngon vậy? Tỏi cô đơn. Tỏi cô đơn. Á ngộ ghê á quý vị. Một cái củ tỏi của nó trồng quay vậy nè, nó có một tép một duy nhất thôi nha. Tỏi cô đơn dầm nó giống nó giống như là cái củ hành vậy ha. Củ tỏi mà nhìn nhớ giống củ hành ghê nha, nó trồng quay vậy đó. Mà bánh canh, cái món bánh canh sắt của Tây Ninh thì không thể nào thiếu cái món tỏi nha quý vị, tại vì mình phải khử tỏi cho nó thơm. Thường là hủ tiếu bánh canh ở Sài Gòn là nấu hình như là ít có tỏi lắm, toàn là thử củ hành không à. Nhưng mà cái mùi của củ hành nó không có thơm bằng cái mùi của củ tỏi nha quý vị. Chuẩn bị khoảng nhiêu đây tỏi là đủ rồi hả quý vị ha. Bỏ vô mình xay. Giờ nó có cái máy xay này nè, nó tiện hơn quý vị. Ngồi bầm rồi lọt rồi thấy mồ luôn. Vừa thôi anh, đừng có nhỏ quá. Vừa thôi, thấy không? Chừng mấy cái là xong. Cũng nhuyễn lắm chứ bộ. Nè, nhuyễn ghí luôn. Tỏi không to vậy ăn nó thơm. Nó nhuyễn quá, cái khi mà mình thử cái nó không còn cái mùi thơm của tỏi nữa, mà nó thành cái mùi khác. Nó phải to giống như lạnh nhạt mới ngon. Ăn bánh canh thì sẽ không có thiếu ớt nha quý vị. Ớt này là mình thường là bánh canh sắt, bánh canh khác thì mình ăn cắt được, nhưng mà bánh canh sắt là mình phải ăn ớt xay nó mới ngon. Mấy trái à? Khoảng 10 trái ớt thôi là được rồi, tại vì mình ăn ít mà không phải quán tiệm đúng không? Quán tiệm. Ớt xay như vậy ăn mới ngon nha quý vị, chứ ớt sắt không ngon. Đặc biệt bánh canh sắt là mình phải ăn với lại ớt xay. Anh quên mua gì cần ngò gai vậy hả? Ở nhà mình có chút, mình mua ăn hả? Tí ra ăn bánh canh sắt đặc biệt là phải có hành với lại ngò gai sắc nhuyễn ra chung với nhau nha quý vị. Không thì mùi. Cái mùi vị của nó mới ngon. Ngồi. Nó mới đúng. Ngò rí thì không thơm. Có người ăn ngò rí, nhưng mà đó là ngò rí mà đúng theo cái bánh canh sắt của Tây Ninh á, mà làm ngò rí thì nó sẽ bán hết cái mùi của cái mùi bánh canh với lại cái mùi tỏi á. Tỏi phi này nè, nó sẽ không ngon. Mình sẽ ăn với lại ngò gai nha quý vị. Đó, mình sắc nhuyễn giống y hệt như hành vậy nè. Giờ mình ra mình bẻ ngò gai nha quý vị. Đây, cái ngò gai trồng trong cái chậu được nhiêu đây nè quý vị. Đó. Ôi nó tốt ghê không? Tốt ghê không? Ôi sao nó ra cái bông luôn nè. Nó ra một cái cây bông. Ôi cái này mà nó chỉ cái đau tay ghê. Ờ anh ơi, cái này nó ra cái bông hả ta? Bông đó anh chừa lại cho nó, để cho nó rụng cái hột xuống nó đông lại. À, là ra cái bông là trồng được hả? Rụng xuống. À. Giờ mình hái. Ôi. Nó tươi ghê không quý vị? Cái lá còn non, còn lá già để rồi. Nè. Ngon ghê không? Cũng hái chính giữa. Em đâu biết hái đâu nè anh hái. Lá cây bên á, hái chính giữa hư cái đoạn ta. À hai lá cây bên hả? Biết đâu kêu người ta đi hái. Hái kêu hái lá non quất ngang giữa hái. Hái giống như hái bạc hà vậy đó, mình hái lá vòng vòng. Ồ nó tươi dễ sợ không? Lá nào nó lấy nó bự chà bá lửa luôn á quý vị. Này trồng nhà ăn nó sạch hơn. Ngon dễ sợ luôn. Nhiêu đây được rồi. Đụng đây lại lên. Nè. Đó mình hái dần nhiêu đây thôi là ăn đủ rồi.
Đây nhà có cây mận Hà Nội đó quý vị. Ý 7, tầm 7. nói hồi có nói lộn à. Mận Thái Lan, mận Thái. Đó, một cái cây ở nhà nhiều lắm quý vị. Nói chung là nhà có trái cây là có đủ thứ loại. Ui, ai cha, kiến vàng. Ui trời ơi, kiến vàng vậy sao hái. Đó, mận thì đầy nhóc luôn. Tới hồi mà tới mùa đó quý vị, giờ thì nó chưa có nhiều. Giờ thì nó chỉ có ra trái non thôi à. Nó ra hết một đợt rồi quý vị, ở trên đây nè. Nó ra hết một đợt rồi. Còn bây giờ là nó chỉ có ra bông. Ra bông nó chuẩn bị nó ra đợt 2. Chuẩn bị ra đợt 2 mà nó nhiều lắm, mình ăn không có hết. Mỗi lần mà ra nhiều là mình phải hái cho mấy người nhà trọ gần cái bên nhà đó, cho người ta ăn, tại vì mình ăn không có hết đó quý vị. Còn cái mít Thái là hầu như là nó ra trái quanh năm quý vị. Nhà có mũi da đam để xài, mà cái con ốc sên này nó cũng muốn đẹp da nữa quý vị. Nó bu vô đây để nó làm đẹp da nè. Ngoài gai thì mình chỉ cần mấy lá vậy thôi đó. Cũng sắc nhuyễn ra giống như là mình sắc hành vậy đó quý vị. Đó, sắc nhuyễn ra vậy. Nhuyễn hơn xíu anh. Có cái mùi của cái ngò gai này vô thì cái tô bánh canh sắc nó rất là đặc trưng nha quý vị. Nó có một cái mùi thơm rất là đặc trưng. Ngon dữ lắm luôn. Bảo đảm, mọi người cứ làm theo giống như Mì Sơn nói đi. Ngon tuyệt vời. Phi tỏi nha quý vị. Mình phi tỏi để mình xào thịt gà. Giờ đầu tiên là mình phi hết cái tỏi này đi. Phi hết cái tỏi này, chút xíu cái mình vớt ra. Mình vớt ra, mình chừa lại tí xíu thôi. Bắt đầu cái mình mới xào thịt gà. Sẵn một lần mình làm vậy chứ phi tỏi xào thịt gà riêng rồi cái tỏi phi mình xào riêng nó sẽ bị mất thời gian đó quý vị. Rồi. Giờ nó chuẩn bị vàng rồi nha quý vị. Khi mà khử tỏi thì mình phải làm liên tục vậy nè, chứ mấy là nó sẽ bị khét. Nó vừa vàng cái là mình nhắc xuống là được, chứ đừng có để mà cho nó mà nó vàng nhiều cái là nhắc xuống là nó đang thui quý vị. Nó vàng cỡ vậy là được rồi nha quý vị. Nó vàng vậy là khi mình bỏ vô trong cái tô bánh canh mình nó sẽ thơm. Anh chế vô cho một tí xíu dầu vô trong đó luôn. Nó mới ngon. Rồi, ok, vậy được rồi đó. Tuyệt vời, đầy đủ tất cả đồ nêm là xong hết cho cái món bánh canh sắt nha quý vị. Tiếp theo mình để một tí xíu tỏi ở lại, bắt đầu mình xào thịt gà nha quý vị. Mình xào cho thịt gà nó săn lại. Bắt đầu cái mình mới nêm nếm đó. Nêm nếm cho nó vừa ăn. Bắt đầu mình đổ nước vô nấu. Thường một con gà này thì có thể nếm nhưng mà nấu có thể là tới mười mấy tô bánh canh đó quý vị. Nhưng mà ở nhà chỉ ăn có hai vợ chồng thôi, bốn tô. Nước thì khoảng chừng 3 lít nước là được ha quý vị ha. Đó, mình sẽ nêm tí xíu đường, một tí xíu hạt nêm, một tí bột ngọt, tiêu nữa nha quý vị, cho nó thơm. Nêm một tí xíu bột canh, tại vì nhà Mi Sơn thì xài bột canh nhiều hơn là mình xài muối nha quý vị, tại vì muối nó mặn quá đó. Nó săn lại như vậy, cho nó thấm vô hết rồi bắt đầu cái mình mới đổ nước vô. Nó săn lại rồi nha quý vị, nó săn lại cho cái thịt của nó săn lại hết rồi, bắt đầu giờ mình chế nước vô. Tí xíu hành tây với lại vài lát gừng cho nó thơm, nó bán cái mùi tanh của thịt đó nha quý vị. Rơm á là mình mua ở ngoài chợ, bây giờ nó cũng không có an toàn lắm nha quý vị. Trước khi mà mình nấu ăn thì mình phải trụng sơ qua. Cái nước sôi này mình phải bỏ thêm một tí xíu để mình trụng cho nó sạch mé bên ngoài để mình ăn cho nó an toàn nha quý vị. Thêm một tí xíu muối. Rồi cho nước cái nó sôi lên cái mình trụng qua sơ như vậy nè, là mình vớt ra rồi bắt đầu mình mới bỏ vô trong cái nồi súp mình nấu ăn nha quý vị. Vậy thì nó sẽ an toàn. Đó, trụng xong rồi giờ là sạch sẽ rồi. Không có sợ bị ngộ độc thực phẩm đồ này kia. Trụng xong là nó trắng. Nó trắng, nó không có còn vàng giống y như hồi nãy nha quý vị. Rồi nó sôi rồi, giờ mình bỏ nấm rơm vô nha quý vị. Nhìn nấm rơm nó tròn. Nó tròn, nó đẹp, nó ngon ghê không. Bỏ cái nấm rơm của người ta tròn như vậy, tự nhiên sắc ra nó không còn ngon nữa. Phải để cho nó vậy, khi mình ăn mình cắn nó cái bụp. Ngọt ngay cái nước ở trong à. Bây giờ bắt đầu mình nêm lại cho nó vừa cái khẩu vị của mỗi người nha quý vị. Hồi nãy là mình chỉ nêm để cho ướp cái thịt đó cho nó đậm đà thôi. Còn bây giờ là cái nước là mình phải nêm lại nha. Đổ bánh canh vô nha quý vị. Muốn ăn cho bánh canh mà nó sệt nó lên giống y như ở bánh canh ở Tây Ninh á, bánh canh sắt Tây Ninh thì mình phải bỏ vô mình nấu cho nó lâu một tí xíu nha quý vị. Còn nếu như mà ai mà không có thích ăn lên á thì chỉ cần mình trụng sơ qua nước sôi, bắt đầu mình chế cái nước súp này vô là có thể ăn được rồi.
Còn ăn hoài như vậy mi sinh ngán rồi. Bây giờ là mi sinh thích ăn cho nó hơi lên cái cọng bánh canh đó quý vị, cho nên mình phải để vô mình nấu cho nó lâu. Ngoài nha quý vị, mình sẽ bỏ rau với lại hành vô. Ăn bao nhiêu thì mình sẽ bỏ bấy nhiêu nha quý vị. Đó, mình sẽ bỏ tỏi phi nè. Mình bỏ tỏi phi vô. Đây, một tô bánh canh hoàn chỉnh. Một tô. Ăn ớt bao nhiêu thì mình bỏ vô bấy nhiêu nha quý vị. Thì mới không? Đây, bánh canh sắt nhà làm nha quý vị. Nhìn là biết nó ngon nhất cái nách rồi. Cái cục thịt gà này ha, nấm rơm ha. Ngon ghê chưa, quá tuyệt vời. Cay, dừa cay, sệt sệt, nấm rơm. Còn bát cháy. Trời, nó xì bọt dữ trời. Rót vô quá xíu, nó xì bọt đầy nhóc luôn. Cái ly này hôm bữa đi qua bên Thái Lan, đi du lịch Thái Lan mua quý vị. Sao anh nói không ăn đũa? Hả? Còn bánh canh dài quá. Cho cảm giác đi thầy nấu. Nghe sao thầy nấu làm gì đó mà hôi dữ trời. Cay quá. Làm gì đó mà hôi dữ rồi thầy nấu. Cay quá cay. Trời ơi, ốc đổ mồ hôi nè. Cay vậy mới ngon. Đúng không quý vị? Còn bánh canh dài mình ăn đùa. Trời ơi, em quên lấy ống hút à. Bánh canh á, mà ăn á thì ăn đũa nó mới ngon nha quý vị. Bánh canh là phải ăn muỗng. Đúng không? Nấu cái này không có chẻ ra, cắn ăn ngon không? Bọt 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 bọt. Như giấy là em làm hồi cho anh nè, mồ hôi anh dữ rồi. Bỏ kia à? À, em đẹp. Không ăn, không ăn ngon quá hay sao quý vị? Ngon quá tao nói mồ hôi đổ. Rồi anh bỏ gì vô nó sạch sạch à? Khoan. Ngon, ngon nè, nấu sạch vậy ngon nè, bảo đảm, bảo đảm thằng boy ở nhà nó về nó ăn gì nó gì nghe coi. Cái nấm rơm mà trụng cái nó hết cái màu ha, trắng bóc luôn à. Cái nấm rơm bây giờ trồng đi nó không, nấm rơm nhưng mà trồng bằng không phải bằng rơm. Anh nặng chanh vô đây, mình bỏ ớt vô thêm, bỏ ớt đây tiêu không, bỏ tiêu không, thôi bỏ tiêu. Trưa ra ngồi ăn vậy mát dễ sợ luôn ta. Chi mén nó bay quá trời quá đó kìa. Mát lắm. Tại nó ngon nó đổ mồ hôi chứ không phải nực đâu nha quý vị. Ngon cái vườn mình nực. Cay đổ mồ hôi. Cay đổ mồ hôi. Ăn bánh canh ngoài trời à, chim hót, cu hót. Lãng mạn vậy thôi, đổi gì nữa chồng. Cu gái cho hót gì. Cu mà gái. Từ nào tay nó cu hót không? Có. Bà mi xuống đó. Ăn này nó ngon không cần phải ăn thịt luôn á quý vị. Cái nước nó ngon á.
con gà. Lần sau các em phải đem máu quạt ra cho mát. Nóng. Cay mà. Trời trưa nắng mà ăn cay. Một tô này á. Bánh canh hôm bữa là bánh canh giò là bán như bánh canh sắt mà bánh canh giò bán nhiêu tô anh? 35.000. 35.000. Mà mình ăn bánh canh gà ta. Một tô này chắc là 60.000. Giống bữa ăn ăn bánh canh chẳng bàn trên bánh canh chẳng bàn ngay chỗ Năm Dung á. Giờ tăng giá. Tô bánh canh thịt sắt bình thường là 60. À, tô giò đặc biệt thì 90.000 tô. Mà giờ khách du lịch ra tham quan qua lại chỗ đó đâu còn nhiều nữa đâu. Bán chỗ đó ai ăn trời. Cao quá. Bánh canh mà gấp đũa ăn nó không có ngon nha quý vị. Đũa là chỉ để dành chấm thịt thôi. Còn bánh canh là mình phải múc muỗng vậy nè. Ăn nó mới đã. Anh lại cho em ấm hút kìa. Uống này không ngon anh. Nhưng mà ngon à. Ngon. À, trời ơi. Ngon chứ, sống ngon. Vẫn còn ngon. Sổ mũi cay. Nó khuyến mãi giòn cái lá. Mồ hôi. Nó nhiễu lập đập lập đập. Văng đưa. Em ăn bánh canh ngon hơn ăn thịt gà. Này chưa phải không? Chưa đúng với bánh canh sắt ở Tây Ninh. Này nó sắt hơi tròn. Ừ. Tại vì cái cọng này á mình mua ở Củ Chi quý vị. À, không sắc phải là bánh canh sắt ở Tây Ninh. Sắt còn quay, nó vuông. Cho nên là sắt vuông dẹp. Còn cái cọng bánh canh sắt ở Củ Chi á bán cái cọng nó tròn. Nó tròn bự hơn. Không tròn lắm, cũng vuông vuông nhưng mà bánh canh sắt mà nấu với lại thịt gà ta hoặc là bánh canh sắt mà mình nấu với lại cá lóc, đồng có gì. Còn ai ở Sài Gòn mà mua cá lóc đồng không được á thì mình mua cá lóc nuôi cũng được. Nấu bánh canh cá lóc cũng ngon. Tuyệt vời. Thằng con trai của mình thôi thì nó thích ăn bánh canh cá lóc. Chứ nó không có thích ăn thịt gà. Thịt gà nè. Hết nguyên một tô luôn này cả nhà. Đó, bây giờ thì Mi Sơn chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà ngon miệng, chúc cả nhà thành công với lại cái món bánh canh sắt với lại thịt gà ta nha quý vị. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo ạ.